Việt Thảo xin chào các bạn. Trong chủ đề âm nhạc hôm nay, Việt Thảo muốn được hân hạnh giới thiệu ca khúc Nước mắt chảy xuôi, một sáng tác của Phương Dã Ca, được soạn hòa âm bởi nhạc sĩ Lê Hoàng Long và được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Lưu Trường Hải. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Mùa thu năm nay con tốt nghiệp đại học, cha mẹ mừng vui bảo rằng con đã lớn. Con lại lo âu xin việc có được không, hay cứ lông bông đi tìm kiếm việc làm. Thu này qua đi rồi thu khác trở lại, nghề nghiệp thì sai phải đành lòng nhắm mắt. Tiền bạc áo cơm đang đè nặng hai vai, cô ngóng tin vui từ nơi tuyến việc làm. Rồi đến một ngày chuông điện thoại reo vang, được mời phỏng vấn sao lòng cứ băn khoăn. Kinh nghiệm 3 năm thì làm sao còn có, lững thững đi về nhưng cố cười thật tươi. Năm này qua đi rồi năm khác trở lại, sợ mẹ cha hay rồi lao tâm khổ tư, nói dối gia đình muốn cho cha mẹ vui. Nước mắt chảy xuôi chảy suốt cả cuộc đời. Này qua đi rồi thu khác trở lại, nghề nghiệp thì sai phải đành lòng nhắm mắt. Tiền bạc áo cơm đang đè nặng hai vai, cô ngóng tin vui từ nơi tuyến việc làm. Rồi đến một ngày chuông điện thoại reo vang, được mời phỏng vấn sao lòng cứ băn khoăn. Kinh nghiệm 3 năm thì làm sao còn có, lững thững đi về nhưng cố cười thật tươi. Năm này qua đi rồi năm khác trở lại, sợ mẹ cha hay rồi lao tâm khổ tư, nói dối gia đình muốn cho cha mẹ vui. Nước mắt chảy xuôi chảy suốt cả cuộc đời. Nước mắt chảy xuôi,
chạy suốt cả cuộc đời. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Nước mắt chảy xuôi của Phương Nhã Ca, được soạn âm bởi nhạc sĩ Lê Hoàng Long và được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Lưu Trường Hải. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình âm nhạc kế tiếp. Thank you and I love you.